mời quý khán giả theo dõi bản tin Thế giới trưa 10 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố Moscow có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị xâm lược. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh về răng đe hạt nhân, Tổng thống Putin nói, chúng tôi có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị xâm lược chống lại Nga và Belarus với tư cách là thành viên của nhà nước liên minh. Ông Putin nhấn mạnh quyền sử dụng vũ khí hạt nhân có thể được đưa ra sau khi sử dụng vũ khí thông thường mà kẻ thù vẫn còn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng với chủ quyền của Nga. Tổng thống Putin cho biết tất cả vấn đề này đã được thống nhất với phía Belarus. Theo hãng tin Reuters, quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga là câu trả lời cho những cuộc thảo luận tại Mỹ và Anh về việc cấp phép cho Ukraine bắn tên lửa thông thường của phương Tây vào sâu trong lãnh thổ Nga. Tại cuộc gặp với Tổng thống Iran Masoud tại New York, Mỹ hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cam kết hỗ trợ Iran bảo vệ an ninh. Phát biểu bên lề phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc phản đối thế lực bên ngoài can thiệp vào Iran. Ông cam kết Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ Iran bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. Về phần mình, Tổng thống Bezeskian nêu bật quan hệ đối tác về an ninh lâu dài và phát triển kinh tế song phương Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran, trong khi Iran là đồng minh quan trọng của lực lượng Hamas và Hezbollah. Iran hy vọng Trung Quốc có thể phát huy vai trò chủ động trong việc ngăn chặn tội ác của Israel. Tổng tư lệnh quân đội Israel Trung tướng Hezi Helevi ngày hôm qua cho biết các cuộc không kích vào Liban đang chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ với lực lượng Hezbollah. Phát biểu với quân đội ở biên giới với Liban, Trung tướng Halevi nói, các bạn nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên đầu. Chúng tôi tấn công cả ngày lẫn đêm. Điều này chuẩn bị thực địa cho khả năng tiến quân để làm suy yếu Hepola. Cùng ngày nguồn tin cho biết máy bay chiến đấu của Israel thực hiện khoảng 70 cuộc không kích vào các khu vực Baanbes, Hursman và Tay Beka ở miền đông Liban. Các cuộc không kích nhắm vào các địa điểm của Hepola, trung tâm sơ tán và nhà của dân thường. Trong bối cảnh lo ngại xung đột, Ngoại trưởng Pháp Jean noël Paros hôm qua cho biết nước này và Mỹ sẽ sớm đưa ra thông tin chi tiết về đề xuất ngừng bắn tạm thời tại Liban. Một tàu của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản SDF lần đầu tiên đi qua eo biển Đà Loan trước sự quyết đoán quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Theo nguồn tin, tàu khu trục Sazanemi của SDF tiến vào vùng biển Hoa Đông hôm qua trong hành trình hơn 10 giờ di chuyển về phía Nam Chuyến đi này được thực hiện phối hợp với các tàu hải quân Úc và New Zealand. Sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc gần Nhật Bản và quanh Đài Loan khiến Tokyo lo ngại. Nhật Bản đã phản ứng bằng việc tăng cường quốc phòng mà họ cho là nhằm ngăn chặn Trung Quốc sử dụng vũ lực để thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ. Hôm qua, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hiếm hoi vào Thái Bình Dương. Vâng thưa quý vị, chiến dịch tranh cử của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết ông sẽ tổ chức cuộc vận động tranh cử vào ngày 5 tháng 10 tại thành phố Bushler, bang Pennsylvania, nơi ông bị ám sát hụt. Chiến dịch của ông Trump cho biết đây sẽ là lần đầu tiên cựu Tổng thống trở lại địa điểm xảy ra vụ tấn công hôm 13 tháng 7. Chiến dịch cũng nêu rõ sau hai lần bị ám sát hụt trong 9 tuần qua, ông Trump quyết tâm hoàn thành sứ mệnh. Vụ ám sát hôm 13 tháng 7 làm ông Trump bị thương khi viên đạn sượt qua tay phải. Kẻ nổ súng Thomas Matthew Groups, 20 tuổi, thiệt mạng tại hiện trường khi các mật vụ bắn trả. Cơ quan mật vụ cũng ngăn chặn vụ ám sát thứ hai vào đầu tháng này khi ông Trump đang chơi góp tại thành phố West Palm Beach, bang Florida. Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, 2,1% học sinh ở nước này là nạn nhân của bạo lực học đường trong năm nay. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này vượt quá 2% kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2012. Câu số này tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm học trước. Khảo sát được thực hiện trên hơn 3,9 triệu học sinh từ lớp 4 đến 12. Kết quả cho thấy các hình thức bạo lực phổ biến là bắt nạt bằng lời nói, bạo lực thể chất và bạo lực qua mạng. Một quan chức của Viện Chính sách Thanh niên quốc gia cho rằng bạo lực học đường gia tăng là do sự nhạy cảm hơn về vấn đề này trong bối cảnh sự quan tâm của công chúng ngày càng tăng. Vâng, rồi, quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin thế giới trưa 10 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.